Rồi, em chào anh em ha. Hôm nay em về được con G621 anh em. Con này đẹp khoảng 98-99% nha. Hàng chỉ có 102 nha anh em. Rõ giờ em làm nghề cũng lâu rồi, chỉ về được một đúng một con này là đẹp, phải nói là nhức nách luôn anh em. Như một con máy thùng luôn. G621. 621 với 620 là nó một loại một anh em. Nhưng mà 621 thì đời nó cao hơn tí. Cái áo trên này nó màu đen ha. Đây nè anh em, tiền nè anh em. Này do mà vận chuyển hàng bãi vậy anh em. Nó sọt hai con máy vô nhau á, nó chốc chỗ này nước sơn tí nè anh em, nó chốc nước sơn chỗ này tí nè. Cái hàm gồng nó đâm vô á. Nó chốc chỗ đó một tí. Anh em nhìn cái lam anh em cũng biết con máy sao ha. Làm thép nói. Riêng theo máy, sơn riêng theo máy còn khoảng cộng sơn này còn khoảng 90% nha. Ố. 95% nha anh em, như mới luôn đó. Làm như mới luôn nè. Con máy này đảm bảo bển nó cắt tầm khoảng 2-3 mạch cưa là nó hai mạch cưa là dữ lắm nha anh em. Siêu phẩm. Như máy thùng, anh em xem kỹ ha. Quá đẹp. Rồi anh em nào mà chuyên dòng gà lớn 621 này thì alo em ha. Con này thì như máy thùng anh em. Con này hàng mới giờ nó hàng mới giờ là nghe nó hàng khùng giờ nó 16-17 triệu vậy đó anh em. Con này đẹp 99% luôn ha. Mà con này là con hàng bãi Nhật về luôn ha. Quá đẹp. Rồi em sẽ nhờ thằng em test mẫu nha anh em. Con này em bán 6 triệu anh em. Như video ha, bao ghi 100% ha. Em bán 6 triệu anh em. Bao gin 100% nha. Nòng bích tông là còn quăng ngang ha. Là nòng bích tông nó chạy chưa hết gudai nha anh em. Siêu phẩm. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em nha.